Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhà Thuốc Trung Nguyên. Mình xin tự giới thiệu, mình là dược sĩ Đỗ Thị Nga, cũng là chuyên viên tư vấn của Nhà Thuốc Trung Nguyên. Hôm nay mình lại tiếp tục lên sóng để giới thiệu cho các bạn những dòng sản phẩm mới. Và sản phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu là viên bổ xương khớp Onacti. Onacti giúp tái tạo và phục hồi mô sụn khớp bị tổn thương, hỗ trợ giảm triệu chứng đau khớp do thoái hóa khớp, làm chậm quá trình thoái hóa cơ khớp và sụn. Thành phần của một viên Bonacti gồm bột đạm thủy phân, glucosamin, acid ascorbic, canxi, rutin. Công dụng: giúp duy trì bảo vệ sụn khớp, tăng tiết dịch khớp, hỗ trợ giảm triệu chứng viêm khớp, thoái hóa khớp, giúp giảm đau do khô khớp, giúp khớp vận động linh hoạt. Đối tượng nên dùng là người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, khô khớp, mòn sụn khớp, gai cột sống, thoát vị nghĩa đệm, người cao tuổi, người hoạt động thể chất với cường độ cao như vận động viên, người lao động nặng. Hướng dẫn sử dụng: uống một viên sau khi ăn, ngày uống 2 lần, uống duy trì thì mỗi ngày uống một viên. Hộp gồm 100 viên. Sản phẩm hiện đang được bán trên tất cả các chi nhánh của Nhà Thuốc Trung Nguyên. Và mọi ý kiến thắc mắc xin các bạn vui lòng liên hệ đến số điện thoại hotline 0909 602267. Và cứ vào khung giờ 9 giờ sáng và 21 giờ tối thì kênh của Nhà Thuốc Trung Nguyên mình lại lên sóng để giới thiệu cho các bạn những dòng sản phẩm mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần chia sẻ tiếp theo.